chị Nguyễn Thị Được, quê ở Phú Thọ, kết hôn cùng người chồng quốc tịch Nhật Bản và hiện có một cô con gái nhỏ 4 tuổi. Dù sinh sống tại nơi phố thị nhộn nhịp, hiện đại, nhưng gia đình chị Được vẫn duy trì được một mảng xanh bình yên như ở làng quê và hiếm khi phải đi chợ mua rau. Khu vườn của gia đình chị thiết kế ngay tại khoảng sân trước nhà, rộng khoảng 30m². Tuy hạn chế về mặt diện tích, nhưng vườn được sắp xếp khoa học, gọn gàng nên gia chủ có thể trồng nhiều loại rau và cây lấy trái khác nhau.